Hello tất cả các anh em trên nào. Chào mừng tất cả các anh em đến với Đảo Rồng Huyền Thoại ngày thứ 500 ngày thứ 752 của mình. Và bây giờ thì hình như đã có một cái sự kiện gì đây anh em. Đậu phộng sự kiện. Để coi con gì trước mới được. Trời ơi, nó kêu chơi trước kìa. Kêu chơi trước mới được. Ok. Coi nhận con rồng gì vậy? Ok, phiêu. Kết. Bánh bao. Lồng đèn. Ủa, sự kiện trung thu ha. Trung thu giờ này mới có trời. Yes. Ok, tao sẽ ra, tao coi. Con gì đây? Azuraran gồm có ba hệ Win, Win Shadow Clay. Ok, cũng đẹp nha. Các anh em phải cố gắng nghe sự kiện mới vừa có đây nè. Bây giờ thì muốn có thì chúng ta phải collect collect gold. À, y gan như sự kiện, mấy cái sự kiện trước luôn, y gan như những sự kiện trước luôn em, mấy anh em. Đây, những cái chúng ta cần nè. Đó chính là collect gold nè. Collect food nè. Rig nè. Feed nè, cho ăn nè. Win battle nè. Khách Richer nè, đó. Ok, 6 cái. Là mỗi lần như vậy là chúng ta được 300 trứng. 6, 6 nhân 3 x 6, 1.800, 1.800 trứng vô. Ok, bây giờ thì mình hãy chiến trước đi, tính gì tính. Collect gold, collect food gì luôn. Bây giờ phải làm collect gold nè. Đậu phộng quảng cáo nữa rồi. No. Ok. Xong cái nhiệm vụ. Tiếp tục collect gold nữa. Hơn chưa nữa. Ok luôn. Collect food kìa. Collect food luôn. Collect gold của đảo vàng. Ổ của đảo vàng luôn. Mỏ vàng. No, bỏ qua cái này đi. Bây giờ Enchant Arena hay là mỏ vàng ta? Ok, mình sẽ chiến để coi còn cái mỏ vàng nào trống không cái đã. Còn cái mỏ vàng là một mỏ vàng trống. Ok, đủ rồi, đủ hai mỏ vàng trống rồi. Chúng ta phải chiến lẹ lên nha, sự kiện ra rồi, sự kiện ra rồi, sự kiện trung thu. Trung thu qua đó ta nghe cả tháng trời, bây giờ nó mới đưa cái sự kiện ra, ốc mà nổi thiệt chứ. Thu lồng đèn nè, cho ăn bánh nè. Chỉ có sự kiện trung thu thôi chứ gì nữa. Ok. Và mình xin báo cho anh em một cái thông tin buồn của mình, đó chính là mình đã chuyển qua live con rồng tuần rồi và nó cũng đã thất bại luôn. Đậu phộng thiệt. Sale mà luôn. Đây thất bại rồi. Khiếp. Khiếp được ba mà nửa tiếng đồng hồ. Đây mình sợ nhất là mấy cái game như vậy nè. Ừ, có bản quyền lắm. Cái này nó dính bản quyền một cái rồi là mình phải rỡ video lên. Lâu quá vậy. Rồi bắn gì mà lâu với trời. Nói hồn được chứ. Ok.
Z-Day 30 phút, ok, quá tuyệt vời. Tiếp tục, tiếp tục. Chiến tiếp luôn, chiến hai mẫu vàng nữa. Vừa có sự kiện Red Hand Rising, rồi bây giờ có thêm cái sự kiện Trung Thu này nữa. Mà đậu xanh, đậu phộng, rau má, đậu nành mình chả được gì luôn. Red Hand này chưa có được con laser nữa mà bây giờ mình đang bỏ con laser nữa rồi. Sự kiện này nó có tên là Calesto Delight. Quá đờ đéo, mình chả hiểu gì luôn. Cái mẹ đi, giống sự kiện Trung Thu thì kêu thí mẹ gì mà. Ok, bây giờ mình sẽ chiến tiếp một mỏ nữa. Rồi, có lấy phút tiếp. Thôi, chiến hai mẫu vàng nữa hả? Hai mẫu vàng biết còn không? Thôi mình chiến Enchant Arena nha. Trước khi Enchant Arena thì mình sẽ collect food toàn bộ hết. Và mình sẽ tiếp tục dùng 3 triệu. Sau đó mình sẽ collect gold luôn, khách Richer nên là chưa nữa nè. Collect gold để kiếm luôn. Mình phải cố gắng lấy được một cái con New Legend này mới được. Ủa, New Raran này mới được. New Raran. Hết chưa? Rồi, ok, hết rồi. Để mình coi mình còn cái gì nữa. Collect gold xong rồi nè. Còn fix cho rồng ăn phải không? Những con rồng level 1 đâu rồi? Mày xuất hiện ra đây cho tao mày ăn lẹ coi. Ê, xong con này luôn. À, mình cho con này ăn được nè. Rồi thì mình sẽ sell nó đi. Cho nó ăn xong rồi mình sẽ sell nó liền luôn. Đậu phộng xong còn chỗ nào đứng chứ nha. À, đây nè. Mày là con tốt thí mạng cho ta đó. Đấy. Còn hết. Còn hết. Còn nữa hả? Hết chưa? Hết rồi. Sell luôn. Hết rồi thì sell mà liền luôn. Xong một cái nữa. Collect food còn chỉ còn 75 mà win battle 200. Rig thì mình bỏ cái rig rồi. Tại vì mình đang rig cái con rồng tuần mà nó không ra nè. Keep một cái nữa coi được không biết nữa. Keep 30 phút nữa là mơ sẽ được. Ừ, video này chỉ có 15 giây thôi à. Quảng cáo này chứ. Đậu phộng 30. Oh good. Im rồi đó. Chưa được nữa. Win cash richer. Sự kiện này cũng khó lấy lắm mà chứ không phải dễ đâu à. Cái con ở phần 550 điểm nè. 550 điểm là con Heavenly.
Heavenly Garden. Heavenly Garden này có nghĩa là con thiên đường, con rồng thiên đường. Con rồng thiên đường này nó có ba hệ, gồm ba hệ đó chính là đất, lửa và methane. Đam chỉ có 59 thôi, chủ yếu nếu mà lấy được nó thì để làm cảnh thôi. Có thêm một con new ra rành thôi chứ không có được cái gì đâu, 59 cũng bèo lắm. Enchant Arena. Enchant ba chặng 80 dứt. Dùng tấm khiên bảo vệ lại liền. Còn một con 80 nữa, tới hai con lặn. Ủa ha, con màu à, im. Quá im, quá im. Rồi sớm mình chiến nó cho gạo mình đã luôn. Nó cho rạo hai lần luôn, con level 16. Rồi 16 là cho gạo đã luôn. 52 kìa. Đã quá, 52. Để 56 rồi dứt nó. Năm mươi. Ê, đậu phộng nghe. Coi thì có thể bị thua luôn á. Invest nó mạnh lắm á, con invest này nè. Đó. Dame nó là 73 đó, mạnh lắm. Một chặng nữa. Yếu rồi. 80 dứt. Love Love ra gần 80. Mạnh dữ. Sumo luôn. Sumo ra rành luôn. Lem liền. Clip on. Ok, bài chặn. Perfect hit hay là gì vậy ta? Perfect hit. Thôi mình sẽ chiến đảo vàng tiếp. Mỏ vàng chứ. Chiến mỏ vàng. Ủa hết rồi, hết mỏ vàng. Ý đậu phộng hết trơn mỏ vàng rồi. Bỏ đi chiến perfect hit. Đi kiếm vô còng đầu. Mạnh quá. Kiếm vô còng hết luôn.
Rồi Perfect Hit không có luôn. Ủa bên kia còn không có luôn. Lấy gì kiếm Perfect Hit đây. Trời ơi được một quyển, một quyển duy nhất. Ok. Hai chặn qua đây liền. Qua hai tia sét. Hai tia sét thì Hero Mode mình đánh được một chặn. Mười ba rồi đó, chiến arena liền. Dính cháu rồi, ok luôn, perfect hit xong luôn. Token ok xong luôn, ra lem liền. Rồi collect gold giờ này cũng hết rồi, thôi lỡ rồi mình sẽ chiến xong cái cái token này luôn mới được. Comet Yin Yang
À, con con Guardian của mình đã liver 70 79 rồi anh em. Liver 79. Rồi 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 đậu phộng. Cái màn hình nó mới vừa bị tắt tới thui, mình phải tắt nguồn và mình mở máy lên lại. Bữa hổm đang livestream cũng bị tình trạng như này, mình tưởng nó bị đứng không mà. Ok, bữa nay mình chọn gương 1 2 3 gì ta? What the fuck? Số 1 ngày hôm qua là 3 rim. Số 2 là gì ta? Thôi mẹ chọn số 2 thử. 8 rim, 8 rim, quá hay quá hay. Quá hay luôn, 8 rim nha anh em. Còn bây giờ thì để coi cái này. Trời ơi, sự kiện này chỉ kéo dài có 3 ngày 23 giờ nữa. 3 ngày 23 giờ nữa, có gì phải chơi lẹ nha anh em. Lồng đèn đậu phộng lồng đèn luôn. Đầu luôn bánh bao. Cái bánh bao chiều luôn. Trời, bánh bao nữa. Rồi luôn. Trời ơi. À, là bó tay thiệt chứ. Đó là trời. Dính mặt cái gì. Rồi rồi, hiểu luôn. Bánh bao bà nội cha nữa. What the, bỏ mẹ bỏ nãy giờ đã luôn. Sự kiện khó dữ trời. Quanh bao. Lồng đèn bánh bao không? Lồng đèn bánh bao. Cũng được. Bánh bao không có đâu, lồng đèn. Rồi bánh bao luôn. Bỏ nữa. Mình sẽ bỏ nữa. Rồi bánh bao nữa. Rồi luôn. Đờ cờ mà ba miếng ngọc bội trên đây luôn.
What the fucking mâm thì luôn. Cho cái thứ chó gì đâu không trời. Đợi còn mà thiệt luôn. Nè. Gì trời. Bỏ luôn. Mẹ kiếp, tụi mà bánh bao vô đây rồi có bánh bao nữa trời. Rồi luôn. Thôi gặp. Đi đi. Rồi luôn. Quên quá cái miếng ngọc bội. Oh God. Đậu đậu đậu. Bánh bao nhân thịt chó. Ok. Ok luôn. Yeah, ngọc bội. Yeah, rồi luôn. Ngọc bội phải không? Lồng đèn ngọc bội, ok. Lồng đèn ngọc bội, ánh à, thì bánh bao, lồng đèn, bánh bao, hai cái đầu lâu này chuyển dòng mà đi. Ok. Đứng rồi, cái này bị đứng rồi. Đây, vô đây. Oh yeah. Bánh bao ngọc bội. Bánh bao, bánh bao, bánh bao. Ngọc bội. Rồi hai con bao luôn. Rồi luôn. Hên quá. Lồng đèn đi con, lồng đèn. Rồi. Chưa sao. Rồi luôn.
Trời, ngọc bội đó trời, ngọc bội đâu rồi luôn, rồi luôn. Lồng đèn này nè, ngọc bội luôn nè, này nè, lồng đèn ngọc bội nè, nè, what the what. Bánh bao đi. Ừ. Trúng gầu. Đúng gầu, đúng gầu, đúng rồi đó. Yeah. Ngọc bội rồi. Gầu luôn. Có hen. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đèn bánh bao. Bội. Ngọc bội rồi luôn. Bánh bao đầu lâu. Đầu rồng nè. Ngọc bội nè. Lồng đèn nè. Quá. Yeah. Ngọc bội lồng đèn. Ngọc bội. Đây lồng đèn, lồng đèn. Cái đầu. Bánh bao, bánh bao. Ngọc bội, ngọc bội. Thank you.
Ok. Đầu rồng siêu hết. Rồi hết rồi. Chưa được 100 nữa kìa. Chưa được 100 cái đầu. Cut the richer. Ok. Nhận cái nhiệm vụ ngài luôn. Ok luôn. Rồi, coi như clip hôm nay thì đã xong rồi nghe anh em. Bây giờ thì chúc anh em buổi tối vui vẻ. Và giấc ngủ ngon nha. Còn mình sẽ up và mình sẽ up clip lên liền cho mấy anh em xem là có cái sự kiện Callisto Delight đó, như sự kiện mình gọi là sự kiện trung thu đi. Ok, bây giờ là hiện tại mình có 61 cái đầu rồng rồi, một 100 cái đầu rồng là mới được 1,2 triệu, 700 đầu rồng mới được con này, con Fustan Varan. Và khi có được con Fustan Varan này thì xong sự kiện hết thì nó sẽ tặng cho mình thêm một con này nữa, đó chính là con Azu. Đó, dữ dằn chưa? Tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ thì bye bye.